Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tây Bắc Vlog. Hôm nay thì mình sẽ đi bắt ong nhé các bạn nha. Tổ ong nó sẽ ở trên cây xoài kia. Đấy, tổ ong trên kia kìa các bạn. Zoom dần lại một chút. Đó, buổi chiều gần tối rồi. Nó không được rõ lắm. Cái tổ này mình thấy ở trên cây xoài nhà người ta đó các bạn ơi. Ăn nào bà anh. Đúng không? Vâng, hàng to đi nè. Cây xoài này khá là to. Cao. Đâu nhỉ? Kia các bạn, tổ trên kia kìa. Đó, khá to đấy. Đấy. Nó buổi chiều tối nên không rõ lắm. Đây mình sẽ lấy cái cây tre này các bạn ạ. Cây tre này để làm cái xào. Cái xào tẩm rẻ, tẩm xăng đốt. Đây các bạn ơi, cái này sẽ dùng để tẩm xăng. Tẩm xăng để đốt. Xăng mà, trên xăng này. Đấy, xăng đây. Đấy, phải dùng cái xăng này thì nó mới đốt được nó. Sẽ dùng cái xào nhỏ này để làm mồi. Làm mồi, sau khi mồi được thì mới bắt đầu cho cái xào to này. Đốt ở sáo to này, bắt đây giờ bắt đầu lên nhá. Mình quay không lên được, ông lên. Cây này tương đối to. Cái cành trên kia nó lại hơi nhỏ. Cái cành làm tổ hơi nhỏ. Trèo lên cũng mất thời gian, xa phết. Tít trên ngọn. Lên trên đấy cũng là một quá trình ấy. Đấy, tổ này kia các bạn, cao lắm này. Thế không rồi, xa phết đấy. Rồi, bây giờ chẻ cây nhé các bạn nhé, chẻ đôi ra để mắc cái rẻ vào. Cái cành kia. Đấy, giờ cho xăng. Đổ xăng, tôi cho cái túi bóng cho nó đỡ bị rơi. Đựng rơi ra. Đấy, bắt đầu châm nha các bạn nha. Bắt đầu châm lửa nha. Trên kia kìa, đấy, bắt đầu đốt rồi này. Nhìn xuống bầm à, con nào đấy. Wow.
Chín đỏ. Có những tổ thì nó mẩy, có những tổ thì cũng không mẩy. Nát hết rồi quá. Không mạng à? Ừ. Mẩy phết các bạn. Ô bị rơi. Hình như là bị rụng ở đâu mất rồi. Vâng con. Đập vào đây này. Đây các bạn này. Đây không. Không mẩy. Thua. Tổ to thế mà ít thật. Văng tận bên này các bạn ơi. Ý là cuối vườn trăng trên mạng thì trên mạng đây. Nhưng nó nói tìm. Chưa đến thời kỳ. Tốt ý tự. Nó thản lấy nọ. Ừ. Nó thản vậy. Ừ. Nó khẽ mà đó có gần trời. Ừ. Đây một người này. Ừ. Nát hết. Rơi xuống. Cái ống này có món không chuyện. Món. Có món không chuyện đấy. Ăn rồi. Ừ. Nhiều con sống lắm. Rồi đi về các bạn ơi. Được ít lắm. Không ăn thua. Không ăn thua. Giờ cho lên chõ để sôi các bạn ơi. Ít lắm. Hô hết lên mệt.
Ngay cho lên sôi. Cổng cảnh qua được đầy cái chõ.